Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây, khi ngày gia hạn tạm giam nữ CEO Nguyễn Phương Hằng đã cận kề, mọi thông tin về bà chủ Đại Nam rất được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Điều đầu tiên mà nhiều fan hâm mộ muốn biết chính là sau khoảng thời gian phải nói là chịu khổ sống cô quạnh lạnh lẽo trong trại giam T30, tinh thần cũng như sức khỏe của bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào? Chỉ đã vì chính nghĩa mà một mình chiến đấu không mệt mỏi với lũ quan bẩn, cấu kết với đám nghệ sĩ bẩn bựa. Theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 8, tình hình sức khỏe của bà Nguyễn Phương Hằng đã có diễn biến xấu đi một cách nghiêm trọng. Nguồn tin cho biết trong mấy ngày gần đây việc điều tra trở nên gấp rút vì trong những ngày tạm giam bà Hằng thì cơ quan điều tra không tìm được lý do gì để có thể ghép bà Hằng vào tù tội, nên tên Lê Hồng Nam, Phan Văn Mãi đã chơi chiêu trò khủng bố tinh thần bà Hằng. Nhưng với một người có tính tình cương trực thẳng thắn như bà Phương Hằng thì không dễ gì mà bà Hằng bị khuất phục và thỏa hiệp với đám quan bẩn. Một điều nữa chính là người ta ép dầu ép mỡ, không ai có thể ép tội được bà Hằng khi không có những chứng cớ chứng minh rằng bà chủ Đại Nam có tội, trừ khi đó là luật rừng của băng đảng lưu manh mất dạy, đội lốt quan chức, dẫn đến những oan sai xảy ra. Theo nguồn tin thân cận tiết lộ, dưới sức ép của Đại Nam cùng luật sư khủng của bà Phương Hằng khiến ông Phan Văn Mãi và Lê Hồng Nam vô cùng run sợ. Chính vì vậy, hai tên này đã chỉ đạo cho cán bộ điều tra của trại tạm giam T30 làm việc lấy lời khai liên tục đối với bà Nguyễn Phương Hằng, kể cả là vào ban đêm. Trong khi đó, đến giờ phút này thì bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa được phép tiếp xúc với các luật sư. Đồng thời, trong mấy ngày gần đây, sức khỏe của bà Nguyễn Phương Hằng đã có phần giảm sút một cách nghiêm trọng. Vào chiều ngày 5 tháng 8 vừa qua, thì bà Nguyễn Phương Hằng đã báo với các cán bộ tại trại tạm giam T30 là bà đã mệt mỏi và tụt huyết áp, đồng thời cảm thấy hoa mắt và chóng mặt vì làm việc lấy lời khai liên tục nhưng không được nghỉ ngơi. Thế nhưng các cán bộ tại trại tạm giam T30 vẫn phớt lờ đi những lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng. Đến sáng ngày 6 tháng 8 thì các điều tra viên vẫn tiếp tục đưa bà Phương Hằng để điều tra và lấy lời khai nguyên một ngày. Vào chiều cùng ngày thì bà Nguyễn Phương Hằng đã ngất xỉu ngay tại phòng điều tra và lập tức các cán bộ điều tra viên tại đây phải đưa bà Nguyễn Phương Hằng về trạm xá tại trại tạm giam T30 để kiểm tra và truyền nước. Thế nhưng toàn bộ những thông tin liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đến giờ phút này thì các cơ quan chức năng, mà đặc biệt là công an tại trại tạm giam T30 vẫn chưa cho phép các báo chí đăng đàn những nội dung có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Toàn bộ những vật dụng và đồ dùng mà người nhà là ông Dũng Lò Vôi cùng với các trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng gửi vào cho bà để được tiếp nhận qua trực ban của trại tạm giam, và người nhà cũng như luật sư chưa được phép tiếp xúc với bà Nguyễn Phương Hằng. Một điều đặc biệt quan tâm nhất là đến giờ phút này sức khỏe của bà Nguyễn Phương Hằng đã suy sụp đi trông thấy rõ, và đây là nước bài theo đúng sự chỉ đạo của tên thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an Nhân dân TP.HCM. Khi mưu đồ của tên Lê Hồng Nam này là yêu cầu là phải làm cho bà Hằng mệt mỏi rồi sau đó ép ký nhận vào bản lời khai theo định hướng của điều tra viên, mà theo định hướng của điều tra viên là nhận tội theo điều luật 331. Và điều đặc biệt hơn là trong mấy ngày sau trở đi thì các phóng viên cũng không được phép tác nghiệp. Những nội dung thông tin liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng tại phòng điều tra. Theo đó thì bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang nằm tại trạm xá của trại tạm giam T30, và đến nay thì sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có thông tin cho biết rõ. Thế nhưng đến giờ phút này thì thái độ cương quyết của bà Nguyễn Phương Hằng là đã nhìn thấy rõ, trong khi trước đó bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã từng đanh thép ngay tại phòng điều tra. Tôi cam đoan chịu trách nhiệm với những việc mà tôi đã làm trong thời gian vừa qua. Tôi không quan tâm bản thân tôi sẽ nhận được bao nhiêu năm tù, nhưng tôi chỉ yêu cầu pháp luật phải khách quan, minh bạch và công tâm. Còn nếu không công bằng với tôi thì tôi cũng chẳng sợ, vì với tôi mục đích tôi đặt ra là sự thức tỉnh của người dân được bao nhiêu. Việc tôi làm là để cho người dân trong cả nước thấy rõ và hiểu rõ bản chất và bộ mặt thật sự của đám ca nghệ sĩ bẩn, chúng là như thế nào. Và việc một số ông quan tham đã cấu kết bao che dung túng cho những sai phạm khuất tất như thế nào. Với tôi là tôi đã làm, tôi không hối hận và tôi quyết sẽ đi đến cùng. Sự việc này, các ông đừng có bịt miệng tôi, đó là lời nói đanh thép của bà Nguyễn Phương Hằng ngay tại phòng điều tra. Còn trong một động thái mới đây thì tên thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an Nhân dân TP.HCM vừa có chuyến kiểm tra và làm việc tại trại tạm giam T30. Và thông tin rất bức xúc là lần này tên thiếu tướng Lê Hồng Nam ngay sau khi nhận sự chỉ đạo của tên thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 của Bộ Công an và tên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi, thì đã xuống tại trại tạm giam T30 để chỉ đạo công tác điều tra tại đây. Trong chuyến đi lần này còn có cả tên Đại tá Trà Văn Lào, trưởng phòng điều tra của Công an TP.HCM.
Mục đích của chuyến thăm lần này là tên Thiếu tướng Lê Hảo Nam nói là để chỉ đạo về những vấn đề xây dựng và thu dọn cảnh quan đối với trại tạm giam T30. Khi trại tạm giam T30 vừa mới đi vào hoạt động để thay cho trại giam Chí Hòa, nhưng thực chất tên Thiếu tướng Lê Hồng Nam đến đây để chỉ đạo cho các cán bộ điều tra tại trại tạm giam T30 là phải làm nghiêm đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Trong khi đó, thì ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban nội chính Trung ương cũng đã chỉ đạo là phải bịt miệng triệt để hai vụ án cốt lõi là vụ của nhóm Báo Sạch và vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy là sự việc đã rõ, giờ này các cơ quan chức năng muốn mượn cớ Vi Nổ và Hàn Ni Đức Hiển để bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng một cách triệt để, và đặc biệt hơn trong thời gian tới đây thì khối tài sản của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lại là một vấn đề đáng bàn nữa. Trong buổi sáng ngày hôm qua, tên Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã đến trại tạm giam T30 nhưng không gặp bà Nguyễn Phương Hằng mà chỉ đến để làm việc và chỉ đạo cho các cán bộ lãnh đạo tại trại tạm giam T30, rồi sau đó quay về. Đến giờ phút này có thể nói người bức xúc nhất chính là ông Dũng Lò Vôi. Ông Dũng Lò Vôi trong thời gian vừa qua, trước khi vợ của mình bị bắt thì ông Dũng Lò Vôi cũng đã có một số mối quan hệ quen biết và thậm chí là thân thiết với các cán bộ từ Bình Dương đến thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng đến giờ này khi vợ của ông Dũng Lò Vôi là bà Nguyễn Phương Hằng bị các cơ quan chức năng, mà đặc biệt là công an của thành phố Hồ Chí Minh, mà người đứng đầu là tên Thiếu tướng Lê Hồng Nam, nhận sự chỉ đạo của tên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bắt nhốt, thì đến giờ phút này những người ông Dũng Lò Vôi quen biết trước đây đều có thái độ tránh né và không giúp đỡ vì sợ liên lụy cập nhật tình hình sức khỏe của bà Nguyễn Phương Hằng. Và như vậy là đã rõ hành động lưu manh và bị bợm của các cơ quan chính quyền công an, mà đặc biệt là công an thành phố Hồ Chí Minh, mà người đứng đầu là tên Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã làm đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Đến giờ phút này là đã coi như bà Nguyễn Phương Hằng là một tội phạm thật sự. Mà dù chưa khởi tố bị can, nhưng ngược lại đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì thái độ đến giờ phút này thì vẫn không có gì thay đổi. Bà Nguyễn Phương Hằng ghi nhận tất cả những livestream của mình nói, nhưng khẳng định là mình đã nói đúng. Thế nhưng đối với tên Lê Hồng Nam thì giờ phút này tên Lê Hồng Nam này đã chỉ đạo cho các cán bộ điều tra là chỉ cần bà Hằng xác nhận các livestream trên một mình bà Nguyễn Phương Hằng, vậy là đủ ghép vào tội 331 rồi. Còn ngoài ra không cần phải đúng sai, vì tên Thiếu tướng Lê Hồng Nam này cho rằng đúng sai sẽ có kết quả khi khởi tố bị can. Nhưng đến giờ phút này một điều lạ là khởi tố bị can mà không có căn cứ thì cũng mang ra khởi tố được. Và trong thời gian vừa qua thì các cơ quan chức năng của công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mời liên tục bà nhà báo Hàn Ni, bà nữ ca sĩ Vy Oanh, liên tục mục đích là năn nỉ bà nhà báo Hàn Ni và bà nữ ca sĩ Vy Oanh là hãy làm ơn cung cấp thêm những bằng chứng liên quan tới sự việc mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nói xúc phạm trong thời gian vừa qua. Vì những bằng chứng mà bà nhà báo Hàn Ni và bà nữ ca sĩ Vy Oanh đã cung cấp cho các cơ quan chức năng của công an thành phố Hồ Chí Minh là những bằng chứng quá xàm xí và như một trò trẻ con, nên các cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm cho bà Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt với sự việc của bà nữ ca sĩ Vy Oanh thì bà nữ ca sĩ Vy Oanh cung cấp bằng chứng cho các cơ quan chức năng rằng bà Nguyễn Phương Hằng nói trên sóng livestream là nói bà nữ ca sĩ Vy Oanh này giật chồng 2 lần, để thuê 2 lần và làm cái bao 10 lần. Như vậy đó là toàn bộ những bằng chứng mà bà nữ ca sĩ Vy Nổ này có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng. Thế nhưng đến giờ các cơ quan chức năng cũng chưa tìm ra những bằng chứng gì liên quan tới sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng thì các cơ quan chức năng vẫn quyết định là tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Mục đích là làm cho bà Nguyễn Phương Hằng mệt mỏi, rồi sau đó ghi nhận vào biên bản là những sự việc liên quan trong thời gian vừa qua mà bà Nguyễn Phương Hằng làm là sai theo định hướng của các điều tra viên tại đây. Và sau đó khi đã có định hướng của các điều tra viên là sẽ ghép bà Nguyễn Phương Hằng vào điều luật 331 rồi, đưa ra xét xử với những bằng chứng trẻ con mà bà nhà báo Hàn Ni đã cung cấp cho các cơ quan điều tra trong thời gian vừa qua. Và như vậy là sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng đến giờ phút này lại tiếp tục gây nên một sự phản ứng dữ dội trong dư luận. Đặc biệt hơn, khán giả và cộng đồng mạng quan tâm là những hành động khuất tất mờ ám của các cơ quan chức năng chính quyền, cấu kết với các nghệ sĩ bẩn, luật sư bẩn trong thời gian vừa qua, để làm nên những sự việc động trời mà khán giả và người dân trong cả nước không thể nào chấp nhận được. Liên quan tới những hành động của các cơ quan chức năng điều tra này, Hoa hậu Phương Lê lên tiếng bảo vệ bà Nguyễn Phương Hằng và có bài đăng sốt cộng đồng mạng an ủi bà Nguyễn Phương Hằng dưới lúc đám ca nghệ sĩ bẩn ăn chặn tiền từ thiện trong thời gian vừa qua ăn mừng hả hê liên quan tới hành động bà Nguyễn Phương Hằng bị các cơ quan chức năng, mà đặc biệt là công an thành phố Hồ Chí Minh, người đứng đầu là tên Thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bắt ghép điều luật 331. Mới đây thì Hoa hậu Phương Lê tiếp tục có một bài viết khuấy đảo cộng đồng mạng xã hội khi công khai ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng và an ủi bà Nguyễn Phương Hằng về những việc làm mà bà Nguyễn Phương Hằng đã làm trong thời gian vừa qua. Theo đó, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới năm 2017 Phương Lê
Những ngày gần đây đã bất ngờ trở nên vô cùng hot hit trên trang mạng xã hội sau khi có những clip và những bài đăng nói lên suy nghĩ của mình về các vụ lùm xùm lớn của showbiz Việt trong thời gian vừa qua. Mới đây trên trang cá nhân của mình thì Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2017 Phương Lê đã chia sẻ một video bà nữ đại gia Bình Dương Nguyễn Phương Hằng kèm theo những lời an ủi có cánh dành cho bà nữ đại gia Bình Dương Nguyễn Phương Hằng này. Cụ thể, khi chứng kiến sự việc bà Nguyễn Phương Hằng khóc tức tưởi thì bà Hoa hậu Phương Lê cho biết bà không hề cô đơn vì có hàng triệu người đang ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng này. Trong bài viết thì Hoa hậu Phương Lê này chia sẻ đã theo dõi bà nữ đại gia này ít nhiều nhưng không lên tiếng vì sợ bị nói nhiều chuyện, nhưng vì hôm nay là ngoại lệ, vì cô quá cảm động với nước mắt của bà Phương Hằng đã rơi xuống trong thời gian vừa qua. Cùng theo dõi chỉ ít nhiều nhưng chưa bao giờ lên tiếng hay nhắc tới mất công bị nói nhiều chuyện riêng. Hôm nay thật sự thấy đồng cảm với chị ở một góc cạnh khác. Phương Lê đã cảm động với nước mắt của chị ấy. Thấy chị ấy khóc lúc đó thật sự chị quá cô đơn, chạnh lòng lắm. Một nữ tướng được nhiều người ủng hộ yêu mến vì quá giỏi giang, mạnh mẽ, cũng có lúc cô đơn. Thì rơi nước mắt phụ nữ giàu cứng rắn cỡ nào thì cũng sẽ có lúc buồn vui. Lúc cảm thấy chỉ một mình. Trích bài viết của Hoa hậu Phương Lê này đăng trên trang cá nhân của mình. Ngay lập tức thì cô này cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nữ đại gia Bình Dương Nguyễn Phương Hằng. Vì dám đứng lên chiến đấu vì lẽ phải, một người phụ nữ mạnh mẽ có thể khóc bằng cả trái tim ấm áp, nhưng cũng sẽ rất nhanh đứng lên với tinh thần thép. Chị ấy có thể một mình lên tiếng bảo vệ lý lẽ, bảo vệ lẽ phải, dành công bằng và vạch mặt những giả dối mục đích vì cộng đồng mạng xã hội an yên, không bị lừa, đến nay chỉ có một mình và khóc rất nhiều. Pháp luật ngưỡng mộ và thương chị với tình cảm của người phụ nữ dành cho nhau. Trong cuộc đời này, có ra sao thì người phụ nữ cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Khóc bằng trái tim ấm áp nhưng đứng lên với tinh thần thép đúng chứ. Trích bài viết của bà Hoa hậu Phương Lê thì bà Hoa hậu Phương Lê này cũng gửi lời động viên và ủng hộ đến bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Bài viết này cũng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã đồng cảm với bà Nguyễn Phương Hằng và tuyên bố ủng hộ cả hai người phụ nữ xinh đẹp này. Sau khi nữ CEO Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam và gia hạn thêm 2 tháng thì đông đảo cư dân mạng và người dân cả nước cực lực lên án. Thì tên giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẳng thừng trả lời rằng: "Tôi không có trách nhiệm trả lời bất cứ ai về vụ án này. Nếu ai muốn biết thì hãy tìm đến ông chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, tức là ông Phan Văn Mãi. Bởi lúc này chỉ còn đúng 1 tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết rõ ràng khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghép tội bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm vào điều 331, mà chính tên giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam là người chỉ đạo trực tiếp bắt giam bà Phương Hằng." Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã cập nhật thì bà CEO Đại Nam không hề có tội và chỉ bị tạm giam nhiều nhất là 3 tháng và chỉ được gia hạn tạm giam một lần mà thôi. Và thời hạn tạm giam là không quá 2 tháng. Không biết kết quả sự việc của vụ án này như thế nào, nhưng người dân chúng tôi luôn mong mọi chuyện sẽ được chính quyền nhà nước giải quyết minh bạch. Pháp luật công bằng, ai sai thì xử tội, mà ai đúng phải được minh oan. Và cho dù có ra sao đi nữa thì từ nay, thậm chí là nhiều năm sau nữa, người dân vẫn luôn nhớ có một nữ CEO dám đứng lên đấu tranh vì lẽ phải, dám vạch trần bọn bá dơ trong showbiz. Và đặc biệt là vợ chồng bà đã làm những công việc thiện nguyện giúp đời giúp người, đó là những sự thật không thể nào chối cãi. Vậy nên đến nay, hàng ngày, hàng giờ cả triệu người dân và đông đảo cư dân mạng vẫn luôn quan tâm chờ đợi tin tức của nữ CEO. Và trong lúc chỉ cần vài tuần nữa, chúng ta sẽ được thông tin về bà Phương Hằng. Được biết, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi và đội ngũ luật sư của mình đã tiến hành phản tố khi ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng đã cận kề trong thời gian tới đây. Khi xét xử bà Nguyễn Phương Hằng phải giải trình tất cả việc bà Nguyễn Phương Hằng tố trên sóng livestream về việc làm từ thiện của đám ca nghệ sĩ bẩn đã ăn chặn tiền từ thiện. Trong thời gian vừa qua, vì nếu tên thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm đã công bố là không có gian dối khuất tất, thì phải giải trình minh bạch số tiền, ngâm tiền 14 tỷ của Hoài Linh và 4,2 tỷ đồng của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Và tại sao bà Nguyễn Phương Hằng bị ghép vào điều luật 331? Cơ quan chức năng phải công khai minh bạch vụ việc trên, hy vọng phép màu sẽ đến với nữ CEO Phương Hằng. Hơn một năm trải lòng câu chuyện drama của nữ CEO là hơn một năm tôi được trải nghiệm mọi khoảnh khắc, cùng như cung bậc cảm xúc lẫn lộn một năm với thăng trầm sóng gió trên không gian mạng. Có những lúc niềm vui như vỡ òa, vì những gì mà nữ CEO đã làm được là điều thật kỳ diệu, thật tuyệt vời và đem lại sự nhận biết cho những người dân đã từng thần tượng cổ suý và những hư không, hư vô thực tại của đám gương sĩ, và có những lúc lắng động tâm tư buồn cho những gì không như mong đợi. Đã là con người không ai có thể hoàn hảo toàn diện bản thân mình. Vì vậy, nữ CEO Nguyễn Phương Hằng cũng không phải ngoại lệ, không tránh khỏi những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống và cũng không thể tránh khỏi những điều sai sót,
những phát ngôn thiếu phần cẩn trọng khi bảo vệ chính nghĩa với bầy lang sói. Vì đơn cử thì đi với Phật, mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, đúng như lời Khổng Tử đã từng nói. Tôi lo lắng nhưng nghĩa là không thể hành thiên hạ yến loạn, không thể dừng lại quốc chính, không thể minh đời người vài chục năm. Nhanh chóng qua đi nên tôi mới cảm khái có một đấng trượng phu sẽ bị thế gian không phải để kiến công lập nghiệp mà để làm những sự tình này cho dân chúng. Và tôi đã nhận thấy nữ CEO đã vứt bỏ việc từ cá nhân suy nghĩ cho người khác, làm theo lý và nghe theo đạo của tự nhiên. Ắt hẳn nước áp tự trị. Chính là người tốt thật khó, không hẳn là cứ ăn ngay nói thẳng là được lòng hết bàn dân thiên hạ. Sự thật luôn mất lòng, nhưng đôi khi sự thật mà không được rạch ròi thì sự thật đó lại là mầm móng hủy hoại tâm lý của con người, góp phần cho sự ma mị lên ngôi, không những thế hủy diệt cả tinh thần trí tuệ và làm giảm sút sinh lực, tiêu tan tiền bạc. Thử hỏi nếu có sự thật đó thì được bao phủ bởi lớp vỏ bọc kiên cố, được truyền lưu kế tiếp, được khoác lên người lớp hào quang hào nhoáng bằng chính những nhân vật đại diện cho hàng triệu người dân, thì liệu rằng hệ lụy này có làm tổn thất và giảm niềm tin trong lòng công chúng hay không? Và nếu sự thật đó không được nữ CEO phơi bày thì liệu rằng người dân sẽ u mê đến bao giờ? Chính bản thân tôi và những năm trước đây khi tôi được biết đến Võ Hoàng Yên qua những video clip được nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và một số người nghệ sĩ trong giới showbiz đăng tải, tôi đã từng tin vào điều huyền ảo, đã từng ngưỡng mộ như một linh ứng cứu đổi đời, như một hiện tượng thần bí đã nung nấu. Trong tâm trí của tôi, hàng mong muốn sẽ đến nơi trừ trị để được tận mắt chiêm ngưỡng thần y đó. Nếu như có lần qua Thụy Sĩ và rồi sự thật đã làm tôi tỉnh thấp tâm thức, tôi đã quyết tâm cất lên tiếng nói, thay đổi bằng sự cảm nhận. Biết lẽ phải tôi chưa từng nhận mình là người chính nghĩa, nhưng tôi chỉ nhận ra những sai trái đời thường. Tôi nợ chị nữ siêu Phương Hằng một ân tình, chị đã cho tôi học hỏi thêm nhiều điều trong cuộc sống và tình người. Cho dù có như thế nào đi nữa, hàng triệu người dân vẫn viết lên những điều trân quý về Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, viết lên những câu từ để biểu dương những việc làm cao cả của đại nam văn hiến. Thưa quý vị, không nằm ngoài dự đoán của nhiều luật sư nổi tiếng trước đó về vụ drama của bà CEO Nguyễn Phương Hằng khi thời gian giãn tạm giam lần 2 của bà Nguyễn Phương Hằng 2 tháng thành 1 tháng. Cùng chính vì vậy, thời gian đang trở nên gấp rút cho việc hoàn tất điều tra. Bên cạnh đó, những đám phản diện cũng trở nên bắt nháo như ông vỡ tổ vì những sai phạm khuất tất, dù có bỏ ra hàng tỷ đồng để bịt miệng những đám quan tham, che lấp tội lỗi đổi trắng thay đen, thì với sự quyết liệt đưa mọi việc ra ánh sáng của Trung ương và rất nhiều tướng tá giỏi liêm chính được bác Trọng điều động vào Nam để điều tra vụ bà Phương Hằng, thì cây cao bóng mát kiểu gì cũng bị đốn hạ và mặt chuột của những lũ quan tham thối tha và sự bẩn bựa của đám nghệ sĩ cùng lòi ra thôi. Và việc gia hạn tạm giam bà Phương Hằng mà nói đó cũng là tin vui chứ không phải là tin buồn, vì tất cả đều nằm trong sự tính toán và kế hoạch của bác Trọng. Thưa quý vị, cho đến giờ này chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm và lập trường là chưa đầy một tháng nữa là bà Phương Hằng sẽ được tại ngoại. Vì theo chúng tôi phân tích, thứ nhất, với vị trí là một nữ CEO như bà Phương Hằng thì không thể nào có hành vi chống đối như côn đồ khi cơ quan chức năng lấy lời khai, và bà cũng là người am hiểu pháp luật, không thể nào không hợp tác với cơ quan chức năng. Thứ hai, xét về nhân thân thì bà Hằng không phải là đối tượng nguy hiểm. Thứ ba, có tin đồn gia đình bà Hằng đã nộp tiền bảo lãnh. Thứ tư, tính đến nay 3 tháng cơ quan chức năng chưa xác định được bà Hằng có đồng phạm hay không. Vì vậy khả năng cũng có thể là không có. Về những yếu tố nêu trên thì bà Hằng khả năng được tại ngoại là rất cao. Nhưng vấn đề nào đã khiến siêu đại nam phải bị giam thêm 2 tháng? Chúng ta nên nhớ rằng vào thời điểm bà Phương Hằng bị bắt, theo báo chí đưa tin, bà Hằng, hàng trăm cảnh sát đã tiến hành bao vây căn biệt thự và dẫn bà về nơi làm việc. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng từng nhiều lần được nhắc đến trong Quốc hội. Vì vậy quá trình điều tra lực lượng tham gia vụ án này còn phải gấp nhiều lần. Bà Phương Hằng chỉ có tổng cộng 53 buổi phát sóng livestream trực tiếp, cứ cho rằng một ngày chỉ xem một livestream của bà Phương Hằng để phân tích phát ngôn của bà ấy thì chỉ mất 53 ngày, trong khi tạm giam siêu đại nam đến 90 ngày với số lượng lực lượng công an tham gia hùng hậu như vậy. Để điều tra 53 buổi livestream mà 90 ngày chưa xong thì chứng tỏ có khuất tất. Chúng tôi đoán những buổi livestream của bà Hằng, lực lượng công an đã xem cả rồi nên mới đưa ra lời nhắc nhở và có đủ cơ sở để bắt tạm giam bà ấy, chứ không phải đợi đến khi bắt bà Phương Hằng rồi mới tiến hành điều tra 53 buổi livestream ấy đâu. Nên rất có thể trong lúc điều tra, nếu bà Phương Hằng gật đầu nói tôi nói sai, tôi vừa khống thì mọi chuyện đã xong. Bị can đã nhận tội nhưng rất có khả năng. Sau bà Hằng 3 tháng thì bà Phương Hằng vẫn không nhận tội, vẫn kiên quyết những điều mình nói trong livestream là đúng. Nếu muốn biết đúng sai thì hãy mở rộng vụ án để chứng minh. Nên thành thử cơ quan chức năng phải kéo dài quá trình điều tra, tạm giam bà thêm 2 tháng để mở rộng vụ án.
Vì nếu bà Phương Hằng không nhận những gì mình nói là vu khống thì buộc cơ quan chức năng phải mời những người bên phe chống đối lên làm việc. Thứ nhất phải mời Vi Oanh lên đưa con của Vi Oanh để đi xét nghiệm ADN để xem có đúng là đẻ thuê hay không. Thứ hai phải làm sao kê tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng xem có hay không 96 tỷ đồng. Có nguy cơ mở rộng việc đóng thuế của nam ca sĩ này. Thứ ba, công viên Thủy Tiên cũng buộc sao kê để xem giấc mơ 320 tỷ đồng của bà Phương Hằng là có thật hay không. Thứ tư, Hàn Ni cũng buộc phải lên điều tra để xem mối quan hệ giữa cô ta và Tất Thành Cang, như lời bà Phương Hằng nói là đúng hay không. Những bài viết thời nay là thời của báo chí cũng bắt ai là bắt có hay không. Cổ suý tam quyền phân lập VTV1 là kinh giả có hay không. Thứ năm, bà Đinh Lan thì chạy đâu cho thoát, phải điều tra xem có phải bà ta hay là bà Phương Hằng. Người nào đã dùng ngôn từ vu khống tấn công người kia trước? Bà Đinh Lan có vu khống Đại Nam phá sản bà Hằng vỡ nợ hay không? Thế nên bắt bà Phương Hằng thì dễ nhưng kết tội bà ấy thì không hề đơn giản. Vì vậy rất có khả năng 3 tháng để gói gọn 53 video thì quá đơn giản. Nhưng để điều tra thêm những vấn đề mà chúng tôi vừa nêu bên trên thì 3 tháng là không đủ. Thậm chí tờ báo Thanh Niên còn cho biết lý do giãn tạm giam với bà Phương Hằng là vì theo cơ quan tiến hành tố tụng, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra với thông tin của báo Thanh Niên. Như vậy làm chúng tôi có niềm tin cơ quan chức năng 2 tháng tới sẽ điều tra những người bên phe đối lập. Vừa rồi là những quan điểm cá nhân của chúng tôi. Khi chúng tôi nhìn nhận ở một góc độ khác của việc tạm giam lần thứ 2 đối với bà Phương Hằng. Người bị kiện tung hàng loạt bằng chứng ở Tà Am, câu chuyện Tỉnh Thất Bồng Lai, việc giả sư, giả mồ côi trục lợi từ thiện hay thậm chí là hành hại trẻ em vẫn đang đi đến cao trào và nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Chính vì lẽ đó mà hiện tại cũng không có ít những thành phần chống phá dẫn dắt dư luận với những thông tin không đúng sự thật. Mới đây thì luật sư Trần Quốc Vũ đã có những thông tin mật với nhiều tình tiết bất ngờ trong vụ án tại Tà Am được ông tiết lộ khá cặn kẽ đến quý vị khán thính giả. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.